Xin kính chào quý vị khán giả chương trình Gia đình Online. Thưa quý vị và các bạn, phụ nữ chúng ta, đặc biệt là những phụ nữ làm công sở, thì luôn luôn có rất là nhiều công việc làm cho chúng ta cảm thấy áp lực mỗi ngày. Và khi trở về với gia đình thì chúng ta còn vô số những công việc gọi là không tên của gia đình nữa. Chính vì vậy mà Thanh Vân nghe thấy rất nhiều phụ nữ họ than phiền rằng họ không có thời gian dành cho bản thân mình để có thể chăm sóc sức khỏe hay là đến những tiệm spa làm đẹp cho bản thân. Ngày hôm nay chính vì vậy mà Thanh Vân có mặt ở đây và Thanh Vân đã có một chị khán giả giới thiệu cho quý vị và các bạn một phương thức làm đẹp tại nhà rất là hiệu quả. Quý vị và các bạn, đặc biệt là chị em phụ nữ, sẽ không phải mất nhiều tiền để đến spa hay là tham gia vào một quá trình làm đẹp nào đó để hoàn thiện bản thân của mình. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi đến thăm nhà của chị Thu Thảo để xem rằng chị đã có một cái phương thức làm đẹp như thế nào cho chị em phụ nữ nhé. Chào chị, mời chị vào. Rất vui được gặp Thu Thảo trong ngôi nhà của bạn. Ngay khi chương trình nhận được chia sẻ của Thu Thảo trên hòm thư Gia đình Online thì ngay lúc đó Thanh Vân đã muốn gọi điện cho Thu Thảo để xem là Thu Thảo đã có cái phương thức làm đẹp như thế nào dành cho chị em phụ nữ. Tuy nhiên thì tai nghe không thể bằng mắt thấy được, và ngày hôm nay chúng tôi đã có mặt trong nhà của Thu Thảo và rất là muốn được Thu Thảo chia sẻ với chúng tôi, đặc biệt là chị em phụ nữ công sở, những người rất là bận rộn, một phương thức làm đẹp hiệu quả tại nhà, đó là làm nước hoa hồng. Vâng, xin mời chị ngồi và Thu Thảo sẵn sàng chia sẻ với chị. Chị em phụ nữ chúng ta có lẽ là phải dùng thử mỹ phẩm khá là nhiều. Có thể là không phải ngày nào cũng dùng, nhưng mà đấy là một cái nhu cầu thiết yếu để chúng ta đẹp hơn, đi ra ngoài tự tin hơn. Vì thế nên em nghĩ là chọn mỹ phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên hoặc là có chất lượng tốt rất là quan trọng. Và nếu như mà chúng ta có thể tự làm được cái gì đấy ở nhà thì rõ ràng là tốt hơn rất nhiều so với việc chúng ta đi mua ngoài hàng. Tuy nhiên, muốn làm đẹp an toàn như Thảo nói thì không phải chị em phụ nữ nào cũng có thời gian và biết cái cách làm đó. Cái việc mà bạn làm nước hoa hồng tại nhà, nó có mất của bạn nhiều thời gian không? Thực ra thì cũng không mất thời gian lắm đâu. Chẳng hạn như là ví dụ mỗi ngày chúng ta dành ra khoảng nửa tiếng đến một tiếng tập thể dục chẳng hạn, thì có thể dành thời gian đấy để làm nước hoa hồng. Ngay bây giờ thì Thu Thảo có thể hướng dẫn cho Thanh Vân cũng như khán giả của Gia đình Online cái phương thức làm nước hoa hồng tại nhà được không? Vâng, tất nhiên rồi ạ. Đây là hoa hồng mà em đã cắm được mấy ngày rồi và có lẽ là đây chính là lúc mà chúng ta có thể tận dụng cánh hoa hồng để làm nước hoa hồng tại nhà. Lấy cánh hoa hồng cho vào một cái tô thủy tinh. Sử dụng nước hoa hồng là một khâu không thể thiếu trong khi trang điểm. Đấy là chẳng hạn như là đầu tiên sau khi mà chị tẩy trang chẳng hạn, hàng ngày chị trang điểm thì chị phải tẩy trang đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ dùng nước hoa hồng để bôi đều lên da mặt, thì lúc đấy nước hoa hồng sẽ giúp cho da mặt của chúng ta mịn hơn, lỗ chân lông nhỏ hơn. Và đấy là một cái khâu rất là cần thiết, là chúng ta sẽ rửa qua nước hoa hồng, rửa qua cánh hoa hồng để cho sạch các chất bụi bặm. Chúng ta sẽ thêm một chút muối hòa tan. Và ở đây em đã chuẩn bị sẵn một nồi khá là to để vừa được cái bát này, chúng ta sẽ hấp cách thủy. Mình sẽ cho khoảng 250ml nước ở trong bát, rồi mình cho hoa hồng, cánh hoa hồng vào. Sẽ đun với ngọn lửa nhỏ. Chị Vân thấy không nè, như vậy là sau một tiếng thì các cánh hoa đã nhạt màu và chúng ta cũng có thể thấy là nước hoa hồng đã có màu. Màu hồng rất là nhẹ đúng không? Đúng rồi ạ. Như vậy là các tính chất từ cánh hoa hồng đã ra nước rồi ạ, và chúng ta đã sẵn sàng có thể chắt nước này ra và sử dụng hoa hồng cho mình. Ngoài cái loại hoa hồng đỏ này ra thì chúng ta có thể áp dụng cái phương thức làm nước hoa hồng từ những bông hồng màu vàng, màu trắng hay màu cam được không? Tất nhiên là được chị ạ. Hoa hồng nào thì cũng đều có tác dụng như nhau, chỉ có điều là em dùng hoa hồng đỏ vì em nghĩ là nước hoa hồng từ hoa hồng đỏ pha ra cũng rất là đẹp.
Và bây giờ thì mình chỉ cần chút nước hoa hồng vào một lọ thủy tinh sạch. Mình phải để nó hơi nguội một chút đúng không? Đúng rồi ạ, mình sẽ để nguội và sau đấy sẽ cất vào tủ lạnh. Và em xin được tặng chị Thanh Vân lọ nước hoa hồng này. Hy vọng nó sẽ giúp chị làm đẹp mỗi ngày. Cảm ơn Thu Thảo rất nhiều. Hy vọng rằng là với nước hoa hồng của Thu Thảo tặng thì Vân sẽ có một làn da mịn hơn cả bây giờ. Và chương trình cũng có một món quà của nhà tài trợ LG tặng cho bạn Thu Thảo. Cảm ơn bạn đã có những chia sẻ rất thú vị với chương trình Gia đình Online. Vâng, cảm ơn chị Thanh Vân và cảm ơn chương trình rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, hy vọng rằng quý vị và các bạn qua cái chương trình này cũng sẽ tự làm được nước hoa hồng ở nhà cho riêng mình để có được một làn da thật sáng và đẹp. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.